Anh em, hôm nay bên cửa hàng em tiếp tục lên đường mẫu đẩy liền vang chất lượng ETC phiên bản KH650 Luxury cho anh em khách hàng Hà Lan. Và ngày hôm nay sẽ là một trong những phiên bản đẩy liền vang vô cùng chất lượng bên cửa hàng em lên đường phụ em khách hàng. Trước khi lên đường gửi hàng đi thì chúng em đã kiểm tra cũng như là setup tặng tính năng vang nhại để đảm bảo rằng là hàng đến tay anh em tiêu dùng chúng ta có thể sử dụng được ngay, tránh tình trạng lỗi máy móc xảy ra. Và đây là một trong những phiên bản đẩy liền vang rất chất lượng, nhỏ gọn nhưng tích hợp cả chế độ vang nhại và cả chế độ công suất để anh em có thể chơi nghe nhạc, hát karaoke gia đình, kết nối vào những cặp loa các anh em đã có ở nhà rồi. Và dòng đẩy liền vang này có thể sử dụng đánh được với những cặp loa từ bát 20 cho bát 40 với cồn là 76, và là một trong những phiên bản đẩy liền vang chính hãng mới nhất của nhà ETC, phiên bản cao cấp và chất lượng với chất âm từ chế độ vang nhại cực kỳ hay, ngọt ngào, dễ chỉnh. Đấy, và kết hợp thêm một cái phần đẩy công suất với chất âm khỏe khoắn, công suất đủ khỏe để các anh em tải với những cặp loa lớn hoa gia đình. Và ngày hôm nay thì cùng anh em kiểm tra mẫu đẩy liền vang ETC KH650 Luxury trước khi lên đường cho anh em khách hàng Hà Lan nhé. Anh khách cũng có yêu cầu là video test thực tế để gửi hàng đi anh yên tâm hơn, thì em cũng sẵn sàng thôi, làm một cái video để gửi đến cho không chỉ riêng anh mà test gửi cho tất cả anh em khách hàng đang quan tâm đến những cái model đẩy liền vang, chúng ta có thêm sự lựa chọn hoàn hảo trong dàn máy của gia đình. Và đây là hình thức giao diện của chiếc đẩy liền vang ETC KH650 Luxury. Về cơ bản thì em này được trang bị cho mình rất nhiều tính năng hiện đại rồi, thiết kế cũng rất là đẹp nữa. Có quay sách giờ đi kèm trong hộp luôn các nhá. Hai phím chiếc đáp bằng lượng tổng to, thiết kế đẹp nét, một chiếc mình siêu lớn thôi. Cái dòng này thì sử dụng rất nhiều các chế độ lấy tín hiệu cung cấp nhạc hiện đại cho anh em cấp nhạc với TV, máy tính, điện thoại di động qua các đường cổng như AUX trắng đỏ này, đường cổng quang, thậm chí đường Bluetooth mà chúng ta có đầy đủ các chế độ cung cấp lấy tín hiệu nha, để kết nối với cái chế độ âm thanh lấy tín hiệu từ TV, máy tính, điện thoại di động cấp xuống. Chúng ta sẽ có các nút tính năng phím siết áp để anh em mình chỉnh âm thanh ở trên chế độ vang nhại. Và các bác biết là đẩy liền vang thực chất ra thì nó là một chiếc omni được cải tiến, và ở thời điểm hiện tại thì cũng những cái mẫu sản phẩm omni kiểu cổ điển ấy đã dần bị thay thế bởi những chiếc đẩy liền vang với hiệu suất lớn và hình thức giao diện đẹp, cũng như là các cái phần tính năng được trang bị cho mình dẫn cái chip xử lý tốt nhất, nên là chất âm ra nó rất là hay và công suất nó cực kỳ là khỏe nữa. Đấy, nên là bây giờ thì đa phần anh em sẽ gọi omni, gọi tắt là đẩy liền vang đấy, cho cái tiếng xa hẳn đi, đúng không ạ? Và thực chất đây các bác nhìn về cái giao diện tổng quan này của chiếc đẩy liền vang quá đẹp để đến tay người tiêu dùng, với đầy đủ tính năng chế độ chỉnh âm thanh cho echo, các dạng delay repeat, các dạng bass trung chét. Đấy, các tính năng chỉnh âm thanh ở đây chúng ta sẽ có các ký hiệu sẵn, chúng ta sẽ chỉnh bằng cách là sử dụng chiếc tô vít thay thế bằng các phím siết áp như trước, thì chúng ta chỉnh nó vừa dễ, nó thu gọn lại tất cả tính năng nhưng mà vẫn đầy đủ và chi tiết cho anh em. Đấy, không cần phải thao tác lỉnh kỉnh. Nhiều khi chúng ta xuống âm ni, các bác có thể là nhìn được cái âm ni ra rất là rối mắt, không biết là đâu là cái giải gì, âm thanh chỉnh ở đâu cho đúng, như thế nào là bass, như thế nào là chép echo, reverb như thế nào. Đấy, nhưng với cái mẫu đẩy liền vang thì bác nhìn thấy tất cả nó có ký hiệu và nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, chỉ có tóm gọn lại những cái tính năng của vang nhại, các giải bass chép cho anh em chỉnh âm thanh cho vang nhại, rồi là bass trung chép cho anh em chỉnh âm thanh tiếng mic, bass trung chép cho anh em chỉnh âm thanh tiếng nhạc. Đấy, cực kỳ dễ dàng. Cắm mic thì bác cao thao tác cho mặt trước cho em, chúng ta cắm mic cả mặt trước mặt sau đều được cả. Đấy, và sử dụng âm thanh thì các bác chỉ cần vặn cho em mic lên này, vặn cho em nhạc lên là chúng ta có thể chặt những âm thanh rồi. Và ngày hôm nay thì trước khi gửi hàng đi cho anh em khách hàng Hà Lan thì em Tùng mời các bác thử âm thanh của dòng đẩy liền vang rất chất lượng và giá chỉ có hơn 4 triệu đồng cho anh em khách hàng ở Hà Lan khi đặt hàng tại cửa hàng Ecco Audio, xem âm thanh của anh như thế nào nhé. Mời các bác lắp tai nghe và trải nghiệm cùng em nào. 7 kính thưa anh em, chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của mẫu đẩy liền vang ETC phiên bản KH650 Luxury, phải không ạ? Các bác thấy âm thanh chưa? Ngọt lịnh tiếng, dễ hát, giải lời thanh thoát, tiếng trong nhẹ. Và thật sự là để có một chế độ vang nhẹ hay như thế này mà khi chúng ta đi mua vang ở ngoài kia thì ít nhất anh em phải bỏ ra khoảng độ đâu đó gần 2 triệu đồng cho một cái con vang mà có chế độ vang nhẹ mượt và ngọt ngào như em đẩy liền vang ETC KH650 Luxury ở đây, với chất âm rất là bay, dễ hát, đúng không ạ? Độ lịnh tiếng, khả năng trúng rất là cao nữa, em ngồi rất gần loa, không hiện tượng muốn xảy ra. Với chất âm như thế này thì đủ để các anh em cảm nhận được cái chế độ âm thanh rất là chuyên nghiệp, ngọt ngào, dễ chịu đến từ mẫu đẩy liền vang ETC
KH6510 Luxury. Đấy, và việc còn lại thì bây giờ mời các bác trải nghiệm thêm một phần nữa, khi ra mua về chắc chắn rồi chúng ta sẽ muốn trải nghiệm thanh nhạc, và mời các bác lắp tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhạc của mẫu đẩy liền vang KH6510 Luxury nhé. Chế độ vang nhẹ rất là ngọt, linh tiếng ra thì cái chất âm tiếng nhạc sáng sạch và đủ để các anh em cảm nhận được cái âm thanh sôi động đến từ cặp loa, khỏe khoắn, phát tiếng tốt, đúng không ạ? Đó là những gì mà phiên bản đẩy liền vang ETC HK650 Luxury mang đến cho phòng hát gia đình của các anh em. Và ngày hôm nay thì trước khi lên đường gửi hàng cho anh em khách hàng ở Hà Lan thì bên Tùng Audio cũng đã test thực tế lại một lần nữa rồi, đã cùng anh em trải nghiệm các tính năng, chất lượng âm thanh và thiết kế giao diện cũng như nhìn tổng thể một lần nữa với mẫu đẩy liền vang rất là chất lượng này, và chúng em vẫn đang xả hàng hơn 4 triệu đồng cho con đẩy liền vang chất lượng hàng chính hãng của ETC. Bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio để nhận được tư vấn và được giá ưu đãi đặc biệt đến từ tất cả trang bị âm thanh sản phẩm tại cả nhà nhé. Xin chào các bác.